Một món mà Việt Nam chúng ta đã nổi tiếng, ai cũng biết, đó là món bò lúc lắc. Cái chữ bò lúc lắc này nó diễn tả một cái cách. Thứ nhất là khi quăng bò vô chảo đó, người ta xốc bò lên chứ người ta không để trên chảo ta xào. Có như vậy nó mới lúc lắc được. Vì vậy cho nên có nhiều người bỏ bò vô trong chảo mà xào thì không thể nào lúc lắc được. Dĩ nhiên là cái món bò lúc lắc này là mỗi người có một cách làm. Nhưng mà cách làm để ngon nhất, bên ngoài của bò đó thì nó phải giòn, bên trong phải mềm, độ chín nó vừa tới thì nó còn tái chứ nó không phải là chín hẳn như là bò xào. Và những cái gia vị đi kèm với nó cũng có thể nói là tùy theo mỗi người thích. Tuy nhiên cái gia vị cần thiết nhất cho cái món này đó là xì dầu. Chúng ta không xài nước mắm trong món này quý vị. Thứ nhất là xì dầu và thứ nhì là đường cát vàng đậm để nó lên màu. Và bây giờ thì Mạc Lâm sẽ trình bày những cái thịt bò cũng như những cái rau quả đi theo với kèm với nó để làm cho nó thêm hấp dẫn và ăn vừa miệng. Vâng, để làm món bò lúc lắc này thì chúng ta có bò rib eye. Cái rib eye nó mềm và nó là một cái món mà người Mỹ nào người ta cũng thích. Ở Việt Nam đó, chúng ta nếu mà có những cái loại mà bò nào mà mềm nhất á, thì chúng ta sử dụng, chứ Mạc Lâm không có biết là ở Việt Nam hiện nay bò mà Úc hay là bò Mỹ nó đã xuất hiện hay như thế nào, cho nên không có dám đưa ra cái ý kiến. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của cái bò lúc lắc đó thì quý vị cố gắng, nếu ở Mỹ đó thì kiếm được con miếng bò nó dày như khoảng 1 inch, 1 inch này, và chúng ta cắt vuông cũng là 1 inch vuông cho nó vừa, nó độ của nó từ với cái món bò này đó, cái hình thức nó giống như là một cái cục xúc xắc vậy đó, nó có 6 cạnh bằng nhau. Cho nên nếu mà chúng ta cắt sai đó thì nó sẽ không có ra món bò lúc lắc. Và cái rau để đi kèm với nó đó thì chúng ta ở đây ớt chuông thì có 2 màu, đỏ và cam, cũng như là chúng ta sẽ có củ hành, tất cả đều cắt vuông như vậy. Hình thức chúng ta rất là quan trọng, khi mà chúng ta cắt như vậy đó, một lát chúng ta xào xong bỏ lên dĩa nó rất là đẹp. Và Mạc Lâm cũng có thêm một vài củ radish nữa. Cái đây là củ cải đỏ mà ở Mỹ nó có đó. Cái củ này ăn sống được, kèm theo để mà ăn cho đỡ ngán. Cái rau quả đó mà nó đi theo đó, nó làm cho chúng ta vừa giải bớt cái béo của, hay là cái ngấy của thịt. Thì có rau quả tươi này đó, loại radish này nó ăn sống rất là ngon. Và tùy quý vị, nếu quý vị thích thì bỏ vào, còn không thích thì thôi. Quý vị có thể kèm theo nó được. Bây giờ Mạc Lâm sẽ cắt bò và ướp để cho quý vị thấy. Như quý vị thấy đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chia hai ra. Thì ở đây chúng ta có thể chia làm đôi để khi mà chúng ta cắt lại đó thì nó vừa vuông, nó vuông là vừa. Chúng ta đừng cắt lớn quá thì nó cũng ăn không có vừa miệng, nhưng mà nhỏ quá thì nó khi nó teo lại là như vậy là vừa đấy quý vị. Tại vì khi mà cái bề dày của nó 1 inch đó thì chúng ta cắt như vậy nó rất là vừa. Cắt xong rồi chúng ta ướp, mà khi cái thời gian ướp thì nó rất là nhanh. Bò nó không cần thiết phải ướp lâu như những loại thịt khác đâu. Chúng ta cắt làm đôi như vậy và lại cắt ngược lại thì rất là nhanh. Vâng, chúng ta đã có những cái miếng thịt bò vuông vắn như vậy rất là đẹp quý vị. Bây giờ cái bước thứ hai là chúng ta sẽ ướp thịt. Ướp thịt ở đây không phải là ướp để chiên luôn, nhưng mà ướp cho nó thấm, và chúng ta sẽ có một bước tiếp theo là bỏ vào để mà deep fry nó. Tức là bây giờ chúng ta có xì dầu và đường cát vàng. Hai thứ này đó, thứ nhất là làm cho nó ra cái màu nâu ở trên cái thớ thịt. Thứ hai là xì dầu nó mặn và đường á, và nó hòa, nó dịu lại. Thứ ba nữa là chúng ta có rượu mạnh đó quý vị. Rượu mạnh chỉ chừng nửa muỗng canh. Rượu mạnh bỏ chung vào đây để chi, để nó dẫn cái hương vị này vào ngay trong thớ thịt. Và chúng ta cũng có bỏ vào đây một chút xíu dầu. Một chút xíu dầu trên thịt đó quý vị. Bây giờ chúng ta, quý vị quay cho nó tan hết cái xì dầu, đường và rượu, quý vị bỏ vào đây. Và chúng ta trộn nó lên. Chúng ta trộn nó lên và chúng ta ướp trong vòng 10 phút. Không cần lâu nha quý vị. Và chúng ta sẽ deep fry nó. Có nghĩa là bỏ dầu thật nhiều, cho dầu thật nóng.
Vâng, bây giờ chúng ta qua xào cái rau trước. Rau quả thì xào trước và bỏ xuống dĩa, lót dĩa trước, và sau đó thì chúng ta mới làm bò đổ lên trên. Hai thứ này chúng ta không xào chung với nhau được quý vị. Thì chúng ta cho một ít dầu vào, cho nó sôi lên. Và để xào rau này thì chúng ta, Mặc Lâm sẽ có những cái gia vị ở đây, một lát nữa đưa tới đâu thì Mặc Lâm nói tới đó để quý vị có thể là theo dõi. Và khi mà dầu nó sôi đó, thì cái vật đầu tiên chúng ta xào đó là sẽ bỏ salad. Salad chúng ta có một muỗng cà phê quý vị, có một muỗng cà phê nha. Salad. Chúng ta sẽ có nửa muỗng cà phê tỏi. Hai cái này chúng ta bỏ vào cho nó thơm lên rồi mới bắt đầu bỏ rau vào. Và cái rau đầu tiên là chúng ta phải bỏ củ hành. Sở dĩ chúng ta xào rau để riêng đó là vì chúng ta muốn giữ cái tinh túy, cái ngon sớ thịt của thịt bò nó không có bị ảnh hưởng, nó chỉ ăn kèm rau thôi. Mà bây giờ chúng ta bỏ hết cả những loại này vào. Quý vị nhớ là cái loại ớt chuông này đó, nó rất là mau chín, không có xào lâu như quý vị. Bây giờ là cái lúc chúng ta bỏ một chút xíu đường vàng vào, một chút xíu tiêu và một chút xíu xì dầu. Chỉ trong vòng 1 cho tới 1 phút rưỡi thôi là chúng ta đã xong, và tắt lửa quý vị. Chúng ta đổ ra dĩa và sang cái dĩa, bỏ xuống cái dĩa trước để lát mà chúng ta phải đổ thịt trên sau. Vâng, cái bước thứ hai để chúng ta làm bò đó thì chúng ta cần deep fry cái thịt bò. Và quý vị khi mà bỏ cho dầu sôi lên, bỏ thịt bò vào, quý vị đếm nhẩm ở trong miệng là từ 1 tới 10, tức nghĩa là khoảng chưa tới 5 giây. Và bây giờ chúng ta bỏ thật sôi. Dầu càng sôi càng tốt như quý vị, càng nóng càng tốt, tại vì chúng ta chỉ bỏ rất là nhanh, chứ chúng ta không bỏ lâu. Vâng, bây giờ thì dầu nó đã sôi rồi quý vị. Bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ dầu vào, bỏ thịt vào. Chúng ta ụp vào nha quý vị. Vâng, sau khi chúng ta bỏ vào trong chảo đậy nắp và chúng ta tắt lửa vớt nó ra nha quý vị. Không có để lâu quá. Bây giờ cái miếng thịt của chúng ta nó sẽ rất là đẹp quý vị. Vâng, thưa quý vị, đây là kết quả của miếng bò khi nãy chúng ta deep fry, bỏ vào dầu thật sôi, đếm từ 1 tới 10 và lấy ra. Thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái cạnh bò nó hơi bị cháy. Thịt nó hơi tá, nó hơi chín ở ngoài nhưng mà ở trong nó vẫn còn rất là mềm. Một lát nữa khi mà chúng ta lắc nó lại ở trên chảo lần thứ hai đó thì nó sẽ toàn vẹn hơn. Bây giờ chúng ta pha nước sốt để mà một lát nữa khi mà lắc nó lại đó thì Mặc Lâm ở đây có xì dầu quý vị. Một ít xì dầu. Salad. Tất cả chúng ta pha chung lại. Đường vàng. Tỏi, một đầu muỗng tiêu, một chút xíu đường trắng, và chúng ta pha thêm một ít dầu mè. Chúng ta không có bỏ dầu hào nha quý vị, tới rất nhiều người bỏ dầu hào vào, nhưng mà Mặc Lâm thì lại không thích dầu hào, tự vì dầu hào cái mùi của nó khác với cái mùi của bò mà lúc lắc của Việt Nam. Bây giờ cái nước sốt chúng ta như vậy là đủ, và chúng ta có thêm nữa bơ không có muối nha quý vị, 2 tép bơ thôi. Vâng, bây giờ tới khâu quan trọng nhất là chúng ta lắc sóc chảo miếng bò này. Lý do chúng ta phải sóc chảo đó là vì miếng bò nó phải nóng đều hết tất cả các mặt, mà nếu mà để trên bếp á mà chúng ta lấy cái sản mà chúng ta trở thì sẽ không bao giờ đều được. Và Mặc Lâm muốn dùng cái chảo nhỏ này để quý vị ở trong nhà ai cũng có. Còn cái chảo lớn của Mặc Lâm thì chắc nhiều vị không có. Cái chảo nhỏ này nó vừa dễ làm mà nó vừa dễ di chuyển ở trên cái bếp. Nếu nhà có bếp điện thì cũng được, không sao hết. Mà quý vị để cho bà chảo thật nóng quý vị. Khi chảo thật nóng rồi đó, quý vị cho một miếng dầu vào.
dầu không cần nhiều quá. Và chúng ta, quý vị đã thấy là cái sốt mà nãy chúng ta bắt đầu đã làm đó, thì chúng ta bỏ vô trước. Khi mà dầu nóng rồi chúng ta bỏ sốt vô. Vâng, bây giờ dầu đã nóng rồi chúng ta bỏ sốt vô. Chúng ta bỏ sốt vô như vậy rồi đó, thì chúng ta chuẩn bị, khi thấy nó nóng đó, chúng ta lắc đều cái chảo đi quý vị. Và cái bò nãy chúng ta đã deep fry đó, bây giờ chúng ta bỏ vào. Phải chấp nhận ở nhà, nếu mà chúng ta làm không quen thì phải chấp nhận cho nó văng ra ngoài một chút. Khi có như vậy nó mới đều được, và chúng ta có thể xoay tròn như vậy và hất nó lên như vậy. Xoay tròn như vậy và hất nó lên như vậy. Nếu cái động tác này chúng ta có thể làm chừng khoảng 4-5 lần thì đó là hoàn toàn xong. Tại vì cái bò của chúng ta vừa mới nhúng ở trong dầu nóng ra thì nó vẫn còn rất nóng. Quý vị yên tâm và nó sẽ không có bị gì nữa. Và bây giờ Mạnh Lâm nghĩ là đây là lúc mà chúng ta bỏ cái miếng bơ vào để cho nó tan cái miếng bơ ra là vừa, là xong. Quý vị không cần phải sốc như một người chuyên nghiệp, miễn làm sao cho nó đừng có đụng cái chảo một lúc lâu, mà nó phải đều như vậy, nó nóng đều như vậy mà vỡ dở lên trên. Và chúng ta thực sự chúng ta chỉ cần nghiêng 30 độ về hướng của quý vị ra là xong. Và bây giờ chúng ta đã xong cái miếng này. Quý vị, đây là sản phẩm một đĩa bò lúc lắc đúng tiêu chuẩn, chúng ta đã làm xong, và hy vọng rằng quý vị sẽ thích thú với cái sản phẩm này. Cảm ơn quý vị.